An Giang là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long và có dân số đông nhất tại đây. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái cho nhiều cảnh quan đẹp, đa dạng từ rừng tràm, đồng ruộng bao la đến núi non kỳ vĩ. Được biết đến là vùng đất địa linh với dãy Thất Sơn huyền bí, nơi đây có nhiều ngôi chùa tuyệt đẹp với cảnh quan, thiên nhiên và những câu chuyện thần bí xung quanh. Cùng với sự kết hợp đa dạng về màu sắc, ẩm thực, văn hóa và đặc trưng địa lý vùng miền, An Giang là một địa điểm không thể bỏ qua đối với tất cả du khách trong và ngoài nước. Xin chào tất cả quý khán giả đã đến với kênh của Duy Story. Và trong chuyến hành trình ngày hôm nay thì Duy đi cùng với những người bạn của mình để về với vùng đất An Giang để khám phá ẩm thực, văn hóa cũng như là một số thắng cảnh của nơi đây các bạn nhé. Địa điểm đầu tiên mà mình dừng chân ngày hôm nay đó chính là quán cơm tấm nhuyễn Bảy Hà, nằm ở số 48 đường Bùi Thị Xuân. Và đây là cái địa điểm mà bạn mình giới thiệu cho mình khi mà đến đây. Đây là toàn bộ những gương mặt của team đây. Và lúc mà tụi mình xuất phát từ Cần Thơ thì là khoảng 5:30. Thì khi tới Long Xuyên hiện tại thì nó tầm khoảng 7:30. Một đĩa như thế này thì có mức giá là 25.000. Thì trong cơm này sẽ có mỡ hành, trứng, thịt, rồi bì. Và ăn kèm với lại một ít đậu chua. Mình thấy với một mức giá là 25.000 như thế này thì rất là hợp lý. Và ăn kèm sẽ là có nước mắm chua ngọt cũng như là một chén súp như thế này. Đây nha mọi người, đây là cơm tấm nhuyễn Bảy Hà, nằm ở số 48 đường Bùi Thị Xuân. Và sau đó thì bọn mình tiếp tục di chuyển đến khu du lịch Hồ Ông Thoại. Khu du lịch Hồ Ông Thoại là một trong những địa điểm du lịch sinh thái mà các bạn không thể bỏ qua khi mà đến với An Giang. Và địa điểm này nằm trên khu vực của huyện Thoại Sơn. Vé vào cổng cho một người ở đây thì chỉ có mức giá là 20.000 đồng thôi. Và vào đây thì các bạn có thể tận hưởng được bầu không khí trong lành, rồi có thể chụp ảnh, lưu niệm và tận hưởng thiên nhiên, núi, sông, gió, mây trời. Và ở đây mình thấy rất là trong lành và dễ chịu. Ở đây thì gần như Duy thấy là chỉ có cảnh thôi. Đây là một cái nơi để mà chúng ta có thể lưu lại những khoảnh khắc đẹp, kỷ niệm với lại gia đình và bạn bè, hoặc là trong những chuyến dã ngoài chẳng hạn. 2, 3. Rồi, 1, 2, 3. Quay nhìn gì đắng á. Không khí ở đây rất là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là trời vừa mới mưa xong và vừa hửng nắng lên, cho nên là rất là mát và trong lành. Sau khi tham quan xong thì bọn mình tiếp tục lên xe và di chuyển lại một địa điểm gần đó, đó chính là chùa Bà Chúa Xứ Núi Sập. Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sập hay còn gọi khác là Huỳnh Long Tam Tự. Đây là ngôi chùa tọa lạc tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Cái điểm đặc biệt của ngôi chùa đó chính là nằm trên một cái ngọn đồi, một cái ngọn núi khá là cao và độc lập. Và chùa thì có kiến trúc rất là đẹp. Và với cái tầm nhìn cao như thế này thì chúng ta có thể ngắm nhìn bao quát toàn cảnh xung quanh khu vực ở đây. Ngôi chùa này thì thờ Bà Chúa Thượng Nguyên Nhung. Lễ cúng bà thường diễn ra vào các ngày 23, 24, 25 tháng 4 âm lịch hàng năm, sẽ trùng với lại lễ vía Bà Chúa Xứ Núi Sam ở Châu Đốc. Cái điểm đặc biệt nhất của ngôi chùa này nó không chỉ nằm ở việc là nó tọa lạc trên một cái tảng đá cao như thế, mà đây còn là nơi có dấu chân tiên khổng lồ và được xác lập vào sách kỷ lục Việt Nam vào năm 2009. Và bây giờ là Duy đang trên đường để mà đi lên dấu chân tiên. Và cái đường đi thì nó cũng rất là dễ mọi người. Có từng bậc thang như thế này và chúng ta chỉ việc đi lên thôi.
rất là nhiều thuyết cũng như là những câu chuyện ly kỳ về dấu chân tiên khổng lồ này. Có thuyết thì cho rằng đây là của một vị dấu chân của một vị tiên nhân nào đó bước qua tại vùng Thất Sơn và để lại nơi đây. Có những giải thích khác thì lại cho rằng đây là cái quá trình mà xâm thực, bào mòn và dần dần thì nó hình thành những cái vùng trũng và sau đó có nước đọng lại. Thực hư câu chuyện trên như thế nào thì Duy cũng không rõ, nhưng chắc chắn đây là một địa điểm mà chúng ta không thể bỏ qua khi mà đến với vùng đất Thất Sơn Bảy Núi. Cách đó một khoảng không xa thì Thiền viện Trúc Lâm An Giang là một địa điểm rất đáng để chúng ta có thể tham quan khi mà đến với An Giang. Tại khu vực chính điện nơi đây thì rất là rộng, trang nghiêm và đặc biệt là khi mà bước vào trong cái không gian này các bạn sẽ cảm nhận được cái sự yên tĩnh của ngôi chùa nhưng mà cũng rất là mát, dễ chịu. Và khi mà đến đây á, ngoài việc sinh hoạt văn hóa về tâm linh thì các bạn có thể ra phía sau ở ngoài hậu viện để có thể tận hưởng được bầu không khí trong lành. Ở phía sau thì chúng ta có hai điểm nhất định phải tham quan. Đó là một cái lòng hồ rất là lớn và xung quanh thì có rất nhiều cây cối thiên nhiên, có nuôi cá và đặc biệt là có một chiếc cầu treo bằng sắt. Và bắt từ phía khu vực nội viện sang khu vực chính điện bên đây. Nhờ mọi người có thấy cái hang ở phía bên đó không? Duy không biết là nhân tạo hay là tự nhiên nữa. Ôi, cái khu vực này rất là tuyệt vời. Một cái khoảng không rất là rộng và rất là yên tĩnh. Bên phía bên đó đó chính là cái cầu treo mà lúc nãy Duy nói. Đây, và bây giờ Duy đang đi lên chiếc cầu treo đây. Trước đó thì mình đã có cơ hội đến đây một lần rồi, nhưng mà vào cái thời điểm đó thì chiếc cầu này đang được bảo dưỡng và sửa chữa lại, cho nên là tới ngày hôm nay thì mình mới được chính thức lên đây. Trên cầu là chỉ có một cặp thôi. Tại đây thì chúng ta có thể phóng tầm mắt để có thể quan sát được toàn bộ một cái tầm nhìn rất là rộng xung quanh như thế này. Và đặc biệt là thấy được cả cái lòng hồ ở phía bên tay phải của Duy, cũng như là thấy được chiếc cầu treo. Dòng người rất là tấp nập luôn, tham quan rất là nhiều. Sau một ngày dài đi thì mình có ghé qua nhà của một người bạn để có thể cả nhóm cùng ăn uống rồi sau đó nghỉ ngơi. Vài buổi chiều thì bọn mình ra ngoài phía quảng trường tại thành phố Long Xuyên để có thể nhâm nhi một vài ly trà cũng như là trò chuyện về cái chuyến đi. Nè, cái này là ly trà vải. Cái này là trà dưa lưới. Và mỗi ly như thế này thì sẽ có mức giá dao động từ 20 cho tới 25 ngàn. Còn đây là ly trà dâu. Sau một ngày dài đi tham quan thì bọn mình quay về nghỉ ngơi để nạp năng lượng. Và sau đó là tiếp tục một cuộc hành trình mới các bạn nhé. Hello, mình coi nó có cái chỗ rồi. Địa điểm đầu tiên ngày hôm nay là một địa điểm cực kỳ nổi tiếng mà ai khi về với An Giang cũng phải một lần ghé qua, đó chính là đi đến Hồ Tà Bạ. Thật ra là không phải đứng lại để mà ngắm cảnh đâu, tại vì bọn mình đi một cái đường gọi là để mà không đi vào trung tâm của thành phố Long Xuyên á, và cuối cùng là bị lạc đường.
nhưng mà cũng rất là may mắn vì team đã chuẩn bị đồ ăn trước rồi, cho nên là ghé vào một quán cà phê gần đó để mà hỏi đường cũng như là ăn sáng, rồi sau đó bọn mình tiếp tục đi. Không, mày chắc mày không lì xì tao. Dạ. Nhận nhá. Rồi bây giờ tao cho mày lấy không? Rồi, thấy cái tao bên kia là dữ vậy đó. Uống tao nhiều. Tao uống kiểu không tuổi không? Cho tao lên nè. Mình uống mấy năm trời đó. Lì xì của các bạn đâu? Ê. Lúc này là bọn mình đi vào dịp Tết, cho nên là mỗi người sẽ nhận được một phong bao từ bạn Hải An Giang. Và sau một cái con đường đi lầm đường lạc lối thì cuối cùng bọn mình cũng đã tới Hồ Tà Bạ. Trước khi mà các bạn đi đến Hồ Tà Bạ thì các bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng trải dài bất tận mênh mông, và đó chính là cánh đồng Tà Bạ. Và cánh đồng Tà Bạ thì được xem là một trong những cánh đồng độc đáo nhất tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhờ có tập quán làm ruộng vần công của những người Khmer Nam Bộ. Thật sự mà nói thì Duy rất là ấn tượng bởi cái vẻ đẹp của Hồ Tà Bạ, vì nơi này ban đầu chỉ là một nơi khai thác đá của một công ty. Qua nhiều năm thì nơi này đã không còn được tiếp tục khai thác và sử dụng nữa. Dần dần thì những cơn mưa và những mạch nước ngầm chảy xuống đã tạo nên một vẻ đẹp như kiệt tác của Hồ Tà Bạ hiện nay. Bây giờ Duy mời quý khán giả tham quan Hồ Tà Bạ qua lăng kính của kênh Duy Story nhé. Ngôi chùa Tà Bạ nằm cách Hồ Tà Bạ một khoảng không xa, và ngôi chùa này Duy nghĩ là một trong những ngôi chùa độc đáo nhất tại miền Tây Nam Bộ của chúng ta, vì ngôi chùa được tọa lạc và xây dựng trên đỉnh núi. Nhìn từ xa thì ngôi chùa như đang bồng bềnh ở trên mây, và đặc biệt là chùa được xây dựng trên những cái cột bê tông chống đỡ cao lên tới hàng chục mét chứ không phải là trên nền đất. Thêm vào đó là xung quanh không gian vắng lặng, được cây cối xanh bao bọc, thế nên là nhiều người ví nó như đang bay lơ lửng trên không, có thể nhìn từ được tất cả mọi phía. Và thêm lối kiến trúc Khmer có màu đỏ cam đặc trưng lại càng trông nổi bật và thu hút ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chùa Tà Bạ được xây dựng trên một ngọn đồi cao, nằm ở độ cao 45m so với mặt đất, được bao quanh bởi rừng cây, trên nền bầu không khí trong lành, thoáng đãng, khiến cho du khách đến đây có cảm giác thư giãn và bình yên. Nếu bạn đang tìm cho mình một chốn vừa tĩnh vừa có cảnh đẹp, thì chùa Tà Bạ chính là địa điểm lý tưởng nhất. Thì phóng tầm mắt ra xa, chúng ta có thể ngắm nhìn được toàn bộ cái khung cảnh ở phía dưới. Và cái điểm đặc biệt là các bạn có thể thấy là có một cái chiếc cầu thang bắt từ phía dưới chân núi lên tới đỉnh núi cực kỳ dài như thế, và đi đây là đường đi bộ để có thể đi lên trên ngôi chùa. Sau đó thì bọn mình có ghé qua để đặt gà đốt bô thum, và bọn mình tiếp tục di chuyển thẳng tiến tới rừng tràm Trà Sư mọi người nha. Tại đây thì chúng ta có thể lựa chọn mức vé phù hợp cho mình. Nhóm của Duy thì chọn mức vé cao nhất là tổng cộng bao gồm 3 combo là 200.000 nha. Tại đây thì họ trưng bày, họ có những cái rổ để đựng thức ăn như thế này, giống như là buffet vậy đó. Mình có thể lựa chọn thoải mái từ trái cây cho tới các loại bánh nhân gian Nam Bộ.
Rồi bây giờ vào trong đây thì mình thưởng thức cái bánh bò lúc nãy trước nha. Bánh có cái độ mềm xốp, cái vị ăn cũng thơm, béo ngọt, nhẹ, hơi có độ chua nhẹ. Mình thấy ăn khá là hay. Lúc nãy thì bạn mình có đặt gà từ một người quen. Và sau đó đến đây thì bọn mình mở gà ra ăn cho nóng. Và ăn kèm với lại cơm rang cũng như là một vài dĩa rau xào. Và mời mọi người thưởng thức chung cùng với tụi mình nha. Cái mùi gà đốt á, rất là thơm và đặc trưng. Đặc biệt là trong cái con gà này Duy thấy là họ còn cho cả gọi là mít vào nữa. Mít vào, họ cho vào ở phía bên trong cái phần nhân á, cái phần thịt gà ở bên trong. Có thể là có thể giữ được cái độ ẩm. Và đồng thời mình thấy ăn chung cũng khá là hay. Ở đây thì mình có cơm rang và rau xào nè. Cái phần nước chấm đặc biệt của cái này á, thì chắc là mỗi chỗ mỗi khác. Lần này Duy thấy là họ cho một bịch nước chấm. Ở trong đó thì có rất là nhiều tiêu và gừng. Mình thấy ăn với lại gà cũng rất là hay. Và cái vị thì nó sẽ hơi mặn mặn, ngọt ngọt. Và nó có cái độ sệt. Ăn kèm rất là tuyệt vời. Rồi sau khi mà ăn uống rồi nè thì tiếp theo chúng ta sẽ chính thức bước vào khám phá rừng tràm Trà Sư mọi người nha. Rừng tràm Trà Sư được đánh giá là điểm tham quan thú vị và hấp dẫn nhất của mảnh đất An Giang. Du khách tới đây tham quan sẽ cảm thấy choáng ngợp trước mảnh rừng tràm mênh mông và có cơ hội khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng ở phía tây sông Hậu với nhiều loài động thực vật đa dạng và quý hiếm. Rừng tràm Trà Sư có diện tích 845 hectare, nằm trên địa bàn 3 xã Vĩnh Trung, xã Văn Giáo của huyện Tịnh Biên và một phần giáp xã Âu Long Vĩ của huyện Châu Phú thuộc tỉnh An Giang. Đây được xem là lá phổi xanh để điều hòa khí hậu cho cả vùng Thất Sơn Bảy Núi nói riêng và cả mảnh đất đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đối với những ai yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã thì rừng tràm Trà Sư sẽ là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Đây là video tổng hợp lại tất cả những cái chuyến hành trình mà Duy đi cùng với lại những người bạn của mình. Nó giống như là một cái quyển nhật ký để cho mình có thể ghi lại là mình đã đi đến những địa điểm nào. Đối với chi tiết từng địa danh mà Duy tham quan thì Duy sẽ gắn cái link ở phía bên trên. Đối với từng phần, ví dụ như là đối với rừng tràm Trà Sư Duy sẽ có những cái video riêng, hoặc là đối với hồ Tà Bạ Duy cũng sẽ có những video riêng. Tuy nhiên thì đây là một cái clip tổng hợp và Duy muốn kể lại nhanh gọn và vắn tắt những cái chuyến hành trình này. Và nếu mà các bạn có nhu cầu để mà hiểu biết nhiều hơn đối với từng địa danh thì các bạn có thể vào trong kênh YouTube của Duy hoặc là xem ở dưới cái phần mô tả. Duy sẽ có để link ở phía bên dưới nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ tham quan bằng xuồng máy, tức là chúng ta sẽ đi vào phía khu vực bên trong bằng xuồng máy. Và từ cái khu vực bên trong, tức là khu vực trung tâm á, thì chúng ta có thể đi bộ để tham quan các địa điểm khác. Địa điểm đầu tiên mà chúng ta tham quan là khu vực nuôi ong lấy mật. Của mình đó, mình thiết kế những kèo như vậy. Cái thứ nhất mình sẽ tiện cho việc khai thác mật. Cái thứ hai nữa là mình để như vậy là cho con ong chúa nó sẽ bò từ kèo ong này sang kèo ong khác để nó sinh sản ha, nó đẻ trứng ha. Và con ong chúa của mình một ngày nó sẽ đẻ từ 800 đến 1000 trứng. Và đây, và nó con ong chúa của mình khác biệt với chị em phụ nữ, mình đẻ rất là vui vẻ, nó không có quạo quọ ha. Đây con ong chúa đó, mọi người tránh nha, chỉ tay ha. Đây, nó sẽ dài hơn những con ong thợ nè, để em chỉ cho nó lên đây lên đây. Và sau đó là chúng ta sẽ đi bộ qua bên phía đài quan sát.
Từ phía trên cao này thì chúng ta có thể ngắm nhìn toàn bộ khu rừng tràm Trà Sư để mà phóng tầm nhìn ra xa. Đặc biệt là tại đây, các bạn có thể nhìn ở qua phía bên kia để Duy sẽ zoom lại cho mọi người xem. Chúng ta có thể thấy được cả núi Sam ở phía bên kia. Đi trời trưa nắng nóng mà có một ly nước thốt nốt để uống thì gọi như là không còn gì bằng. Và một ly như vậy thì có mức giá là 15.000 thôi. Ở trên thì người ta sẽ cho hạt thốt nốt nữa, ở phía dưới thì sẽ là nước thốt nốt. Uống cùng thì có cái vị ngọt nhẹ, thanh mát rất là ngon. Rồi sau đó là chúng ta sẽ tham quan khu rừng tràm Trà Sư, nhưng mà với một hình thức khác, đó chính là ngồi xuồng ba lá và chèo xuồng bằng tay. Tức là cái tốc độ mình di chuyển sẽ chậm hơn so với xuồng máy. Nhờ với lại cái hình thức này thì chúng ta có thể tận hưởng được cái bầu không khí trong lành, cũng như là lắng nghe từng cái hơi thở, nhịp đập của cánh rừng này. Đây là nơi không gian, ngôi nhà chung sinh sống của rất nhiều loài động thực vật quý hiếm. Và đặc biệt là nó cung cấp một cái mảng xanh, một cái bầu không khí trong lành đối với vùng đất An Giang nói riêng và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Duy nghĩ là trong tương lai thì khu này sẽ được bảo tồn tốt hơn, cũng như là mở rộng hơn về quy mô du lịch để có thể phát triển về du lịch vùng, rồi phát triển về du lịch sinh thái, và đặc biệt là bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Cảm ơn những chuyến đi đã cho Duy có dịp để hội ngộ và gặp gỡ bạn bè của mình. Đồng thời đây là cơ hội để mình có thể mở rộng cái sự hiểu biết và vốn kiến thức của mình đối với thế giới xung quanh, và cũng như phát triển về những cái sở thích của bản thân, đặc biệt là đối với việc sáng tạo nội dung nói riêng và cả cái hình thức về phát triển du lịch văn hóa thông qua những video theo định hướng phát triển của Duy. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký, thích và chia sẻ để cộng đồng của chúng ta được nhiều người biết đến hơn nữa. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.